Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Ở trên tay mình đây là sản phẩm sủi thanh nhiệt Livercool. Đây là một sản phẩm thực phẩm chức năng mà có tác dụng là giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, giúp mát gan và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, dành cho những người bị nóng khát ở trong người, viêm lợi, nhiệt miệng và cơ thể mệt mỏi. Đây là một sản phẩm mà đã được rất nhiều người tin dùng và ưa sử dụng bởi vì nó có một cái đặc điểm là rất thơm ngon, dễ uống. Nhất là trong những ngày hè nóng bức mà chúng ta hòa tan cái gói bột sủi thanh nhiệt Livercool này ở trong một ly nước. Sau đó chúng ta uống thì nó có tác dụng giá trị như là một ly nước giải khát, vô cùng thú vị và lại rất tốt cho sức khỏe. Các bạn có thể sử dụng cho cả gia đình. Có những sản phẩm Livercool, thứ nhất là dạng Livercool hương chanh, thứ hai là dạng Livercool hương dưa gang và thứ ba là loại Livercool hương chanh dây và thứ tư là loại Livercool hương rau bắp. Những cái loại Livercool này thì nó đều có những cái thành phần tương tự như nhau là vitamin C, chiết xuất artiso, chiết xuất rau má, chiết xuất linh chi đỏ. Trong đó thì vitamin C nó có tác dụng là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và chống lại sự oxy hóa của làm đẹp da và tăng cường hệ miễn dịch. Còn linh chi đỏ là một dược liệu mà có vị hơi đắng và có tính hàn, nó có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc cơ thể và bồi bổ cơ thể. Còn rau má là một loại dược liệu hay là một loại rau mà khá gần gũi đối với tất cả mọi người. Từ xưa tới nay thì người dân Việt Nam mình đã thường dùng rau má để làm nước uống, xay sinh tố hoặc là nấu canh, làm rau, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, giúp mát gan, giúp giải độc gan, chữa mụn nhọt, lở ngứa, rôm sảy dị ứng và làm mát trong cơ thể. Còn artiso thì ai cũng biết tới, đây là một dược liệu có tác dụng mát gan, giải độc cơ thể và giúp hạ cholesterol. Đó là những cái thành phần mà cả bốn cái sản phẩm này thì đều có tương tự như nhau. Trong đó thì hai sản phẩm Livercool hương chanh và hương chanh dây thì có thêm chiết xuất từ quả chanh tươi. Còn sản phẩm Livercool hương dưa gang thì có thêm chiết xuất từ quả dưa gang. Còn loại sản phẩm Livercool hương rau bắp thì có thêm chiết xuất từ rễ chanh và chiết xuất rau bắp. Trong ba loại sản phẩm Livercool hương chanh, hương chanh dây và hương dưa gang này thì có những cái thành phần chất phụ giống như nhau như là đường saccharo, axit citric. Còn sản phẩm Livercool hương rau bắp này thì không chứa đường saccharo, được bào chế từ những cái thành phần dược liệu từ thiên nhiên và sử dụng với cái hàm lượng phù hợp với nhà sản xuất đã cho ra đời sản phẩm bột sủi thanh nhiệt Livercool. Đây là một cái loại sản phẩm mà đã mang lại được cái kết quả chăm sóc sức khỏe tốt và mang lại được cảm giác thoải mái, sảng khoái và nhẹ nhàng cho người sử dụng. Hiện tượng nhiệt miệng thì nó là một triệu chứng bệnh không nguy hiểm, tuy nhiên thì khi bị nhiệt miệng nó sẽ gây ra những cảm giác rất đau đớn và khó chịu cho con người, dẫn tới những tình trạng là ăn uống kém. Vậy thì chúng ta cũng cần phải xét những nguyên nhân gây nhiệt miệng. Có những trường hợp là do bị nóng gan, bị men gan cao dẫn tới là nóng trong cơ thể dẫn tới nhiệt miệng. Và một số trường hợp thì do cái chế độ ăn uống, các bạn ăn uống quá nhiều những đồ ăn thức uống có gia vị cay nóng như là tiêu, tỏi, ớt, sử dụng quá nhiều rượu bia và ăn uống thiếu rau xanh dẫn tới là thiếu vitamin. Một số trường hợp do chế độ sinh hoạt như là ngủ không đủ giấc và thức quá khuya hoặc do căng thẳng, stress, do khói bụi môi trường và một số những trường hợp thì do sử dụng thuốc tây dài ngày để điều trị một số những bệnh lý khác dẫn tới là tác dụng phụ của thuốc gây nóng ở trong người và dẫn tới bị nhiệt miệng. Vậy thì bột sủi thanh nhiệt này nó có tác dụng giúp mát gan, giải độc và giúp thanh nhiệt cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, làm giảm những tình trạng nhiệt miệng do nóng ở trong người, do thiếu vitamin C, cơ thể mệt mỏi, mày đay, dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa và những trường hợp vàng da do bị suy giảm chức năng gan. Các bạn lưu ý sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Còn đối tượng sử dụng của sản phẩm Livercool là có thể sử dụng được cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn, những người bị viêm lợi, nhiệt miệng do ăn uống thức ăn thiếu chất, thiếu vitamin C, do thời tiết nắng nóng và sức đề kháng kém, những người bị suy giảm chức năng gan dẫn tới những tình trạng bị vàng da, bị dị ứng, bị mày đay, chán ăn và nước tiểu vàng thì đều có thể sử dụng được. Và những người hay sử dụng bia rượu, cà phê, thuốc lá, và một số trường hợp phải sử dụng thuốc tây dài ngày để điều trị bệnh thì có thể sử dụng được sản phẩm Livercool để chăm sóc sức khỏe, để thanh nhiệt giải độc cơ thể. Cách dùng và liều dùng của sản phẩm Livercool, đây là một dạng bột sủi thanh nhiệt. Cách dùng là các bạn dùng hòa tan một gói ở trong ly nước từ 200 cho tới 250ml nước, đun sôi để nguội. Chú ý là không pha với nước nóng, các bạn hòa tan hoàn toàn sau đó dùng để uống và sẽ ngon hơn khi uống lạnh. Liều dùng trung bình đối với trẻ em từ 3 tuổi cho tới 9 tuổi uống mỗi một lần một gói, một ngày từ 1 cho tới 2 lần. Còn đối với trẻ em từ 10 tuổi trở lên và người lớn thì uống mỗi một lần một gói, một ngày từ 2 cho tới 4 lần. Sản phẩm này thì có thể sử dụng thường xuyên để chăm sóc sức khỏe.
Khi sử dụng sản phẩm bột sủi thanh nhiệt Liverpool cần chú ý những điều như sau. Thứ nhất là sản phẩm này không được sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Thứ hai là sản phẩm Liverpool này không được tự ý sử dụng cho đối tượng là phụ nữ có thai và cho con bú. Đối với đối tượng phụ nữ có thai và cho con bú, khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào, các bạn cũng đều nên xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Một chú ý thứ ba là sản phẩm này không được sử dụng cho những người bị dị ứng với một trong những thành phần mà có chứa trong sản phẩm mình đã nêu phần trên. Và một chú ý thứ tư là nói về vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng sản phẩm bột sủi thanh nhiệt Liverpool. Hiện tại thì chưa có một trường hợp nào là xảy ra tác dụng phụ khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào cũng thế, nếu như gặp một triệu chứng dị ứng hoặc là một tác dụng phụ không mong muốn nào đó xảy ra đối với sức khỏe, các bạn hãy dừng sử dụng sản phẩm lại và xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Một điều chú ý nữa là nói về vấn đề tương tác khi sử dụng sản phẩm Liverpool đồng thời cùng với những loại thuốc khác hoặc những loại thực phẩm chức năng khác. Hiện tại thì cũng chưa gặp một trường hợp nào là xảy ra vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng sản phẩm Liverpool đồng thời cùng với những loại thuốc khác. Các bạn không nên sử dụng sản phẩm Liverpool này đồng thời cùng với những loại thuốc hoặc những loại thực phẩm chức năng khác, đặc biệt là những sản phẩm mà có chứa cùng những thành phần mà mình đã nêu ở phần trên, để tránh gây cái hiện tượng là quá liều khi sử dụng sản phẩm. Một điều chú ý nữa là ba cái loại sản phẩm Liverpool hương chanh dây và hương dưa gang này thì không nên sử dụng cho người mắc bệnh tiểu đường, bởi vì ở trong cái thành phần của sản phẩm ở phần chất phụ thì nó có chứa một lượng đường saccharo. Còn sản phẩm Liverpool hương rau bắp này thì các bạn có thể sử dụng được cho đối tượng người bệnh mắc bệnh tiểu đường, bởi vì ở trong sản phẩm không có chứa đường nên các bạn có thể yên tâm sử dụng cho người bệnh. Các bạn nên sử dụng đúng liều khuyến cáo, không nên lạm dụng sản phẩm để tránh quá liều. Và một điều chú ý nữa là về vấn đề lưu ý khi mua và cách bảo quản sản phẩm bột sủi thanh nhiệt Liverpool. Các bạn hãy tìm mua sản phẩm này ở tất cả những nhà thuốc, những quầy thuốc ở trên cả nước thì đều có bán. Và hiện tại thì ở trên thị trường có dạng đóng hộp của nhà sản xuất là mỗi một hộp gồm có 10 gói bột sủi thanh nhiệt Liverpool. Ngoài ra thì có dạng viên sủi thanh nhiệt Liverpool đóng ở dạng tuýp. Khi mua thì các bạn cần phải kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm. Các bạn không nên mua những sản phẩm đã gần hết hạn sử dụng và tuyệt đối không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Trong quá trình sử dụng, các bạn bảo quản sản phẩm ở trong nhiệt độ phòng mát mẻ, tránh ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp, bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Trên đây mình đã giới thiệu tới quý vị khán giả và các bạn về sản phẩm bột sủi thanh nhiệt Liverpool. Đây là một sản phẩm thực phẩm chức năng có tác dụng giúp mát gan giải độc, giúp thanh nhiệt cơ thể và đặc biệt là trị nhiệt miệng rất hiệu quả. Sản phẩm này có thể sử dụng được cho tất cả mọi người ở trong gia đình, nhất là vào những ngày hè nóng bức, các bạn sử dụng thay cho một loại nước giải khát, vừa thú vị mà lại tốt và an toàn cho sức khỏe. Phần trình bày của mình hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và nhớ bấm vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được những video xuất bản mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.